bọn chúng tới càng ngày càng đông. Chúng ta cần tiêu diệt con trùng trước, nếu không chúng ta sẽ chết hết. Để tôi mở đường cho. Đạp đất này con. Mau lên đi, chúng ta không nên ở đây quá lâu. Tôi mượn cái diều. Mày đây rồi. Cái quái gì ở sau tao vậy? Là tao đây. Cậu ta có vẻ đang bực tức chuyện gì ấy nhỉ? Tôi chịu. Bạn các anh quay lại kìa. Người anh em ổn chứ? Ông sao vậy? Tránh ra. Tôi chắc rằng ông không có một tí tế bào não nào. Câm mồm hết đi. Cẩn thận đấy. Cô lùi ra sau đi. Chắc là tôi phải đập cho ông một trận rồi. Cứ thử xem. Cứu viện chất lượng nhất đây rồi. Ông sẽ bị nấu chín đấy được gì nạ. Tới đây nào. Tao chắc chắn sẽ ăn mày. Bình tĩnh lại đi nào. Hề lố, hết đầu mắt đỏ rồi à? Kết thúc thôi anh em. À quên, trả cậu này. Ok. Chuẩn bị sẵn sàng chưa Jimmy? Ông phải cố gắng quét sạch chúng càng nhanh càng tốt. Vì thời gian có hạn. Chuẩn bị nhé, đi thôi. Tay ông sao vậy? Để tôi đưa ông đi chữa trị.
là ba tát. Chúng ta nên đi khỏi đây ngay. Cái gì thế kia? Mọi người qua đây mau. Kia là Iman. Hắn rất to lớn và hắn vẫn chưa tấn công chúng ta. Tại sao vậy? Là trụ sở. Hắn đang hướng tới trụ sở chính. Ông nói sao? Chúng sử dụng chiến thuật cũ đã dùng với bọn tôi để đấu với mọi người. Chúng sẽ phá hủy căn cứ mọi người để cho mọi người không còn nơi sửa chữa. Hắn phớt lờ chúng ta vì hắn biết chúng ta sẽ đuổi theo hắn. Tôi không biết chúng ta sẽ làm cách nào để chặn hắn, nhưng ta vẫn phải ngăn hắn lại, ngay bây giờ.